Ôi chó Cinnabon tôi đã muốn nó săn tôi kìa. Trời ơi cái gì đấy, trời ơi dễ thương quá, trời ơi có liền. Tám giờ 172 phút mỗi ngày tại kênh A Mú. Văn Huyến gì vậy Văn Huyến? Trời ơi. Ê. 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 Ờ kìa, phun chuối cả nải luôn. Đẹp thế. Ờ. Trời ơi kinh đẹp quá. Ôi trời ơi nó đẹp. Kinh đẹp dở lắm. Ê. Trời ơi bẹp nè, đây 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 đây, nó đây nó đây. Cái gì có rồi. Thì rồi game, à, thì ơi cái game bẫy gà đó ai. Đúng rồi. Let's go. Bẹp. Sao? Thủy kiếm làm gì mạnh hơn, có chúng đâu mà mạnh, lên hồi chiêu tìm sự may mắn. Trời ơi, cái gì của tôi? Chạy quy 2 chưa? Cai xa giờ lên đam hay AP anh Mú nhỉ? Có kỷ niệm nào đẹp hồi đánh VCS trừ những lúc vô địch không kể em nghe đi. Tại cái chuyện phải có tâm trạng nghe mà, phải có hứng á, cả hai phải vừa có hứng vừa có tâm trạng nghe mà. Ôi, chủ hít kìa. Đi vô lấy. Đẹp. Hay. Dịch chuyển hay. Rồi nha, hồi mã thương nha. Sao nó giết được tôi? Đầu lao thì chứ, vậy mà nó bẻ gõ được mình vậy trời. Mình nó luôn á. Thì anh có yếu đâu, anh tấu hài mà. Rồi. Ủa này đâu phải anh Mú của tụi em. Em lên trên. Rồi. Mú vô bên đây. Em bị gà. Trời ơi. Bồ Tát phù hộ con pha này. Dính 1001 thứ. Úp ra chi lết. Né con.
né mày. Gom gom gom. Hai kia nó đẹp dở lắm. Sao kia này đẹp dữ ta. Red. Ê. Vô. Di lên. Mày ăn Red không? Ăn Regen. Vô ăn đi. Rồi. Chết con Soraka. Chết. Má, tìm người đúng thì ghê quá. Ôi, ông đánh tông này hiền khô vậy ạ. À? Nhiều toàn hết lính luôn kìa. Đảo quá. Ôi, này búp xa thế. Nếu bạn thích. Trời ơi, sao dính CC tào lao vậy? Ê, nó mới hiện lên chữ gì kìa ném, gì gọt gọt lái. Nó mới gọt lái quá kìa. Gọt lái. Đánh như này mà Gam cô cần anh thì cần ai nữa chứ. Nó mới gọt lái gì kìa ném. Ờ, tao nói cái kia nó đẹp. Tao nói cái kia nó đẹp thì thôi.